thì để không làm tốt thời gian các bạn, mình sẽ cho thẳng vấn đề luôn ha, sẽ làm luôn và test. Ok, let's get started. Các bạn, thì mình đang có mặt ở trong trang 25, thì mình sẽ tiếp tục làm bài tiếp theo ha. Thì ở đây mình đang có còn 4 ngày thôi là mình sắp hết hạn rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài tiếp theo, do the entire test. Mình bật nhỏ nhạc lại ha. Ok. Rồi, câu đầu tiên. If a product or ingredient is suspected to be the cause of food poisoning in a customer, food or ingredient should be gotten rid of as soon as possible. Thì nếu mà thực phẩm mà bị nghi ngờ là gây ra ngộ độc thức ăn cho những người khách hàng thì những cái thực phẩm này cần phải được loại bỏ ngay lập tức, thì mình nghĩ là sai. Tại vì hồi đó mình có làm á, thì khi mà loại bỏ ngay lập tức thì không có được, nên đem mẫu về để khám nghiệm, thì câu này mình nghĩ là sai. Câu tiếp theo. If the temperature of the cold storage unit is too high, it must be marked down and the on-check plan monitoring logs. Nếu mà nhiệt độ của cái phòng lạnh nó quá là cao thì nó cần phải được giảm bớt xuống trong cái phần mà những cái ống mà dẫn cho on-check plan á, thì mình nghĩ là đúng. Sai. Tại sao? Measure temperature should be marked down in the on-check plan monitoring block even if they are too high or too low. Vậy là high không thì chưa đủ, còn low nữa ha. The HACCP system is used to help on-check plans and the planning of them. Mình nghĩ là đúng. Number 4. Officials will prepare an on-check plan for new companies in the food in the product industry. Thì cái official này là những cái mà những cái viện, những cái trung ương, những cái bang thì sẽ chuẩn bị những cái on-check plan, thì sai. Tại vì cái người chủ là cái người chuẩn bị. Câu 5. Bacillus cereus is not a poisoning causing bacteria. Cái con này không phải là vi khuẩn gây ra bệnh. Nó không phải vi khuẩn gây ra bệnh ha. Thì mình nghĩ nó là sai. Nó là một cái con vi khuẩn gây ra bệnh ha các bạn. Câu số 6. Rings and other hand jewelry as well as watches must be removed when working with easily perishable food products. Thì nhẫn và những cái trang sức đeo tay nè cần phải được loại bỏ, thì đúng rồi. Tại vì mấy cái đó là nó chứa vi khuẩn mà ha. Câu số 6. Câu số 7. Detergents, washing chemicals can be stored in soda bottles. Những cái chất tẩy thì có thể được dự trữ, được bỏ, được cất ở trong những cái thùng soda là sai. Nó được đựng ở trong những cái thùng đặc biệt của cái detergent này, của những cái chất tẩy này nè ha. Rồi. Câu số 8. Dirty and clean work clothes must be stored in separate places. Những cái đồ dơ và đồ sạch thì được đặt ở những cái nơi khác nhau. Đúng rồi. Câu số 9. Workers in the food industry as for example, an online store selling food products must inform local food control authorities about their activities. Những cái người nhân viên làm việc trong những cái ngành công nghiệp thực phẩm thì phải thông báo cho những cái local food control authorities, những cái chính quyền địa phương biết. Thì không cần ha, không như Việt Nam, tức là không cần thông báo. Mình nghĩ là vậy. Phải thông báo. Vậy là giống. Ok. Sorry các bạn, mình sai mất câu này rồi. Câu số 10. Food production areas waste bins must be cleaned regularly. Dĩ nhiên là cần phải được rửa sạch nè, thường xuyên ha. Câu số 11. Hard rye bread, crisp bread is an easily perishable food product. Cái bánh mì này là
thực phẩm dễ bị hư, mình nghĩ là không, tại vì bánh mì này là cái bánh mì khô á các bạn, thì mình nghĩ là không. Đấy, nó là dry food product ha, nên nó không có, nó không phải là thức ăn mà dễ hư. Câu số 12, the sale time for minced meat produced in a store is 10 days. Sale time, ok, đúng ha. Sai. Ồ, vậy là cái thời gian bán thịt, thịt xay thì chỉ có một ngày thôi. The day after that. Chỉ là 2 ngày là maximum. Ok. Câu số 13. All microbes in earth and the ground are beneficial decomposing microbes which do not cause harm to the consumer when they spread to food products. Tất cả những vi khuẩn trên trái đất này hoặc là trên mặt đất đều là thuận lợi để mà sao? Decomposing là để làm thối, để làm phân hủy những cái vi khuẩn mà nó không gây ra hại cho con người. Tức là những cái hại khuẩn nó sẽ làm thối, nó sẽ làm phân hủy những cái vi khuẩn mà không gây hại, lợi khuẩn. Khi mà nó, mình nghĩ là nó gây, ok, nó sai. There are many harmful microbes in earth and the ground that can cause if they spread. Ok. Vậy là nó không bao, nó không phải là gây ra bị decomposing là phân hủy một cách tốt, phân hủy theo cái hướng tích cực. Vậy là nó gây ra harmful, nó gây ra, nó phân hủy theo cái hướng tiêu cực nữa ha, thì không có chỉ là cái hướng tích cực này nữa ha. Câu số 14, if the dishwasher is not cleaned regularly, harmful microbes can multiply inside the machine and cause health risk. Đúng rồi, nếu mà cái máy rửa chén mà không được rửa thường xuyên á, thì những cái hại khuẩn nè nó sẽ nhân đôi ở bên trong và nó sẽ gây ra sức hại đến sức khỏe con người. Đấy. Câu số 15, women that are pregnant should not eat vacuum-packed salmon due to the high risk of listeriosis. Những cái người phụ nữ mà có bầu thì không nên ăn những cái thực phẩm mà đóng gói mà nó là con cá hồi, mà nó là thịt cá hồi mà đóng hút chân không ấy, do cái khả năng nguy cơ cao bị cái con vi khuẩn này, thì mình nghĩ là đúng. Đấy. Câu số 16, a grated carrot spoils faster than the entire carrot. Những cái carrot mà được sắc ra rồi thì sẽ bị hư nhanh hơn là cả nguyên củ. Đúng rồi, tại vì bề mặt tiếp xúc của nó với không khí là nhiều nè. Câu 17, food production employees are not allowed to wear colorless nail polish. Những người nhân viên làm việc trong cái ngành công nghiệp thực phẩm ấy thì không được cho phép để mặc những cái để mang những cái móng tay, những cái đồ chạm móng tay mà không có màu sắc. Không được mang những cái, mình nghĩ đây là đúng, tại vì những người này còn không được gắn móng tay giả nữa cơ. Mình nghĩ là đúng. Đấy ha. Câu 18, suspicions of food poisoning are not a part of an all-check plan because health officials will investigate the cause of disease if necessary. Mình nghĩ cái việc mà gây ra này thì câu này hơi căng đây. Nếu mà nghi ngờ là thực phẩm nó bị ô nhiễm thì cái việc mà kiểm tra này là không phải là một phần của cái on-check plan, bởi vì những cái chính quyền sẽ điều tra về cái này nếu mà cần thiết. Mình nghĩ nó cũng là một phần luôn các bạn. À, nó là sai. Rồi, mình chọn là mình, đáng lẽ mình chọn là incorrect ấy. Thì cái câu này nếu mà mình chọn đúng ha. Đây nè, người ta nói nè, cần phải chuẩn bị clear instruction nè.
phải có những cái hướng dẫn cụ thể để mà giải quyết về khi mà những cái trường hợp mà bị ngộ độc thực phẩm mình chọn đúng mà mình lỡ mình bấm lộn ấy. Câu 19. All microbes are harmful to humans. Tất cả những vi khuẩn đều có hại cho con người, sai. Câu 20. Ultra high temperature processing UHT uses higher temperature than pasteurizing. Đúng rồi, nó là ultra ha. Câu số 21. Malt and yeast can reproduce in a more acidized environment than bacteria. Những cái mốc nè và những cái men thì có thể nhân đôi nhanh hơn trong môi trường mà có nhiều acid, chẳng hạn như là môi trường về những cái mức của các bạn ăn á, những cái mức hoặc là những cái dưa muối gì đó, thì những cái con này là sử dụng cái con này nè, con men ha, thì nó là đúng. Câu 22. Protective gloves are used to protect employees' hands from dirt so that their hands do not need to be washed as often. Nếu mà rửa tay mà không thường xuyên là sai rồi. Câu số 23. Defrosting frozen food in room temperature increases the risk of food poisoning. Để mà rã đông những cái thực phẩm đông lạnh ở trong phòng nhiệt độ tăng á, thì sẽ làm cho tăng cái nguy cơ bị ngộ độc. Cái câu này nó cũng không có rõ là rã đông, nhưng mà rã đông đúng quy cách hay là không đúng quy cách, mình nghĩ là sai. Vậy là đúng. Ok. Câu này nó không rõ bạn. Câu 24. Food products can be sold after the last day used by day if it is sold at discount price. Nếu mà thực phẩm có thể được bán sau cái ngày là sử dụng trước thời hạn, mình nghĩ là nếu mà đã discount rồi, nếu mà đã giảm giá tiền ở bên phần mình á, thì có một cái người ta, những cái siêu thị thì người ta sẽ giảm giá đối với những thực phẩm mà gần hết hạn á, thì mình nghĩ là không có được bán nữa đâu các bạn. Đấy, chưa? Food products stored in protective gas do not have to be stored in cold. Sai nha. Câu 26. Lactic acid bacteria are used when producing yogurt. Dĩ nhiên là acid lactic. Okay. Câu số 27. Few bacteria can reproduce in acidized products. Một vài vi khuẩn thì có thể nhân đôi ở trong môi trường mà có chứa nhiều axit, đúng rồi. Câu 28. The uniform used for food products can work, can also be used while traveling to work if using one's own car. Những cái đồng phục dùng khi mà những cái đồng phục mà làm trong môi trường mà về thực phẩm ấy, thì có thể dùng nếu mà sử dụng xe riêng, thì mình nghĩ là sai các bạn. Đồ đi làm thì không thể mặc, kiểu đầu bếp mà không thể mặc cái đồ đó để mà lái xe được các bạn. Đấy. Câu 29. Temperature measurements stated in all check plans do not have to be made when one is busy. Không có thể lấy lý do mà busy để mà không làm được, không làm cái all check plan này được. Sai. Câu 30. Waste does not cause a hygiene risk because it is stored in separate containers. Những cái chất thải sẽ không gây ra nguy hiểm, nguy cơ về vệ sinh nếu chúng được đặt ở những cái thùng, cái container khác nhau. Đúng rồi. Sai. Nếu mà cái đề nó không có rõ các bạn, tại vì nó không có nói là cái bad waste management này, thì bình thường nếu mà các bạn để trong container thì các bạn vẫn xài như bình thường thôi, nhưng mà ở đây nó nói là bad waste management, tức là cái việc quản lý yếu kém,
nhưng mà ở trên nó đâu nói việc quản lý yếu kém đâu đấy, nên các bạn phải cẩn thận, kiểu có những cái câu hỏi nó không có rõ. Ngay cái lúc mình đi thi nó cũng vậy, thì cái lúc đó nếu mà các bạn ấy thì các bạn có thể giơ tay lên các bạn hỏi lại, vì có những câu hỏi nó không có rõ là có pass hay không, kiểu như vậy. Này, ví dụ như câu này ha. Câu 31, microbes reproduce in dry products. Vi khuẩn thì có thể nhân đôi, có thể tái sinh trong thực phẩm khô. Thực phẩm khô không có các bạn, tại vì cần phải có nước thì nó mới tái sinh được. Đấy, nó cần water nè, thấy chưa? Nó cần nước. Mounds can reproduce in more dry environment than bacteria. Những cái mốc thì có thể ha, mốc thì có thể, đúng. Câu 33, health inspectors cannot inspect a workplace on check land monitoring blocks. Những cái người này có thể các bạn. Câu 34, waste bin do not need to be cleaned. Thùng rác thì không cần phải chà rửa là sai. Câu 35, microbes are not are only found in places which are visibly dirty. Vi khuẩn thì có thể chỉ nhìn thấy ở những nơi mà nhìn thấy nó là dơ. Vi khuẩn tồn tại khắp mọi nơi mà có thể không nhìn thấy nữa các bạn. Visibly này thì nó là sai. Câu 36, botulism can be lethal. Lethal là gọi là extremely risky, kiểu như vậy ha, là rất là nguy hiểm, dangerous các kiểu, thì mình nghĩ là đúng. 37, foreign raspberry may not be used for making food if the product will be kept well refrigerated. Những cái raspberry, những cái dâu tằm, dâu đen hay gì đó, quả mâm xôi, ok, quả mâm xôi dại thì có thể dùng nếu mà nó được đông lạnh kỹ. Dâu tây, mâm xôi dại mà không được quản lý chế biến thì mình nghĩ là không có được đâu, nên mình nghĩ câu này là sai. Đấy, thấy chưa, cần phải đun nóng nè, rồi luộc nè đó, trước khi mà sử dụng. Đấy, bởi vì nó có chứa cái con vi khuẩn Listeria này ha. The temperatures of cold storage equipment do not need to be measured if they feel cold enough. Không có feel được các bạn, phải đo đàng hoàng chứ không có feel được. Câu 39, if an employee has infected wounds on her or his hand, he or she must not handle food products. Dĩ nhiên rồi, nếu mà tay bị thương và bị vi khuẩn thì không nên handle food các bạn ha. Câu 40, UHT treated milk products can be stored in a room temperature. Nếu mà sữa mà được tiệt trùng